để có thể nói theo. Ngay bây giờ thì xin được mời ca sĩ Châu Ngọc Tiên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính thưa bác hai, hôm nay con Châu Ngọc Tiên cùng với ba Châu Thanh, mẹ Ngọc Huyền Châu của con, cũng như là tất cả các cô chú bác, nghệ sĩ đến đây để tiễn đưa bác hai về miền Lạc Quốc. Nói với bác hai thì lúc nào con cũng luôn ở trong lòng của con, bởi vì từ lúc nhỏ thì con đã được nghe ba kể là ba luôn nói với tụi con là nếu mà không có nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, không có bác hai thì không bao giờ có nghệ sĩ Châu Thanh của ngày hôm nay. Cho nên đối với ba cũng như cúi đầu cảm ơn bác hai rất là nhiều, và cũng xin chia buồn với lại bác hai gái Thu Phong cũng như là chị Tuyền và anh Diệp Tiên. Hôm nay tự nhiên sang đây con con cảm xúc, tại vì con rất là thương bác hai. Ngay bây giờ con sẽ hát một bài cho bác hai nghe, được mang tên là Hiếu Đạo, cũng như là đặc biệt gửi đến anh Tuyền và chị Diệp Tiên, mong là gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đâu đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha, từng tạo sống hơn mẹ nuôi con khôn. Đừng để buồn lên mất mẹ nghe không, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, để sau mẹ nghe không. Không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lòng không phụ tình cha, mẹ nuôi con khôn lớn ôi tâm. đừng để gió lên mắt mẹ nghe không. Đừng để sâu lên mắt mẹ. Châu Ngọc Tuyên rất là yêu bác Hai, thương bác Hai lắm. Mỗi lần sang Mỹ thì đều đến nhà ở với lại gia đình bác Hai phải 2-3 ngày. Rồi bác Hai cưng lắm, bác Hai khen gái hát giỏi lắm, nhanh nhẹ, rồi ra sân khấu. Bác mừng là con biết chủ động. Vì vậy cho nên hôm nay Châu Ngọc Tuyên rất là cảm động, nhớ lời bác Hai mà ca không nổi luôn, cảm xúc ca không nổi. Thôi với lại đặc biệt là thời gian vừa qua khi mà con chứng kiến cái sự vô thường á, con rất là sợ mất ba mẹ, cho nên mỗi buổi tối nhiều khi con nằm mơ mà không có ba mẹ bên cạnh nữa, là sáng lúc nào con cũng khóc rất là nhiều. Con mong là ba mẹ sẽ luôn ở sống đời với con, cũng như là những ai còn cha mẹ sẽ luôn trân quý cha mẹ của mình, đừng có để đến khi ba mẹ mất hối hận thì cũng muộn mang. Rồi rồi, biết rồi. Thì con được vậy thì ba mẹ mừng lắm. Bữa nay bác Hai cũng vui lắm đó nha. Thì bác Hai gái bên đó cũng nhìn thấy hình ảnh của con đang khóc vì thương tiễn bác Hai. Hồi lúc nãy ba cũng cố gắng bà dằn dữ lắm, tại vì bác Hai, đối với bác Hai là một người thầy yêu kính của ba. Mà nếu không có bác Hai thì hôm nay không có cái tên Châu Thanh trong cái cuộc, trong cái giới sân khấu nghệ sĩ này. Chính bác Hai đã cho ba cuộc đời hôm nay, đã thay đổi số phận của ba từ một anh chàng nông dân mà trở thành nghệ sĩ Châu Thanh. Nên này đối với ba cũng muốn khóc nhiều hơn con nữa. Bữa nay ba con biết ba kèm là tại vì mấy bữa nay ở nhà ba khóc rồi nên bữa nay lên đây vào. Rồi thôi, bây giờ để tiếp theo thì mời anh em nghệ sĩ mình tiếp theo để hát tiễn anh Hai ha, tất cả anh chị em mình. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Châu Thanh và ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Quý vị thân mến, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của một nam nghệ sĩ mà anh cũng có rất nhiều những kỷ niệm với nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang. Có thể nói rằng là anh là một người cũng rất là đa dạng trong diễn xuất, với rất nhiều những thể loại vai, từ những vai kép độc rồi tới cả kép lặp.